bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Tử và Tiêu Chiến đi ăn cơm cùng nhau, dấu hiệu cho thấy Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn sắp được lên sóng. Cho đến thời điểm hiện tại, Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn do Dương Tử, Tiêu Chiến đóng chính vẫn là một trong những bộ phim được khán giả mong ngóng nhiều nhất. Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn là bộ phim đánh dấu sự hợp tác của cặp đôi lưu lượng cực hot trong showbiz là Dương Tử và Tiêu Chiến. Tuy nhiên, đóng máy đã lâu nhưng bộ phim này vẫn chưa có dấu hiệu lên sóng, khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Từ khi đóng máy đến nay, phía nhà sản xuất mới chỉ thả thính con dân bằng một số đoạn trailer chứ không đưa ra lịch phát sóng cụ thể. Tuy nhiên, mới đây một số hình ảnh Tiêu Chiến và Dương Tử đi ăn cơm cùng nhau đã khiến người hâm mộ dấy lên hy vọng bộ phim Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn sẽ được lên sóng. Theo đó, Tiêu Chiến ăn mặc kín đáo và cùng với trợ lý của mình xuất hiện trong một nhà hàng. Ít lâu sau, Dương Tử và một vài nhân viên cùng vào đúng địa điểm đó. Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng với nhân viên của mình. Im hơi lặng tiếng sau hơn 2 năm kể từ khi đóng máy, động thái mới này của Dương Tử, Tiêu Chiến khiến khán giả vô cùng hào hức, mong chờ tác phẩm, sự hợp tác của cả hai. Trong những đoạn trailer được phía nhà sản xuất tung ra, có thể thấy cặp đôi có diễn xuất rất ăn ý với nhau, thậm chí có người còn cho rằng đây sẽ là tác phẩm đại bạo tiếp theo của cặp đôi. Bên cạnh đó, động thái này của cặp đôi còn cho thấy cả hai có mối quan hệ rất tốt với nhau. Được biết trước đây, fan hâm mộ của cặp đôi từng nhiều lần xảy ra tranh chấp xung quanh các vấn đề trong phim. Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Thở Đá Berlin. Nội dung xoay quanh mối tình vừa ngọt ngào cùng vừa bi thương của bác sĩ Cố Ngụy Tiêu Chiến và cô nữ sinh khoa nhạc Lâm Chi Hiệu Dương Tử. Bạn có mong đợi Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử và Tiêu Chiến lên sóng trong thời gian tới không? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.